Liên Hợp Quốc, Lầu Thập Cẩm, đó là những điều mà chúng tôi tin rằng nhiều người sẽ nghĩ tới sau khi xem bản tin 20 giờ tối ngày hôm nay ngày 4 tháng 2 trong nhóm chủ đề hồ sơ quân đội các nước trên thế giới trên Việt Nam Event. Chỉ còn vài tuần nữa sẽ chính thức tròn một năm Nga phát động cuộc chiến tranh ở Ukraine với tên gọi là Chiến dịch quân sự đặc biệt. Có mà ai lúc đó và hiện tại nghĩ được rằng tình hình bây giờ lại trở nên giằng co thế này và lôi kéo hàng chục quốc gia châu Âu, châu Á góp mặt một cách công khai và cả bí mật. Gần một năm, chúng ta đã thấy sự khác biệt về sức mạnh của Nga và nhất là Ukraine, trong khi nhiều quốc gia từng thuộc khối xã hội chủ nghĩa Đông Âu trước năm 1991 mất 20 đến 30 năm mà vẫn chưa thể lột xác xong, thì Ukraine không đầy một năm đã nhận số lượng vũ khí khổng lồ biến họ trở thành một đạo quân NATO gần như hoàn chỉnh. Trước chiến tranh, quân đội Ukraine sở hữu kho vũ khí trang bị cũng như tổ chức gần như là giống hệt Nga khi cả hai đều là gà cùng một mẹ gần 40 năm trước. Đến nỗi, quân đội Nga đã phải sử dụng các ký hiệu như Z, V, O, cũng như binh sĩ buộc thêm các giải băng trắng để phân biệt rõ quân ta với quân địch trên chiến trường. Về vũ khí, có thể điểm qua sơ sơ trước chiến tranh, súng ống tiêu chuẩn của binh sĩ Ukraine là dòng súng trường AK-74, Trung Liên RPK-74, Đại Liên PK, súng phóng lưu AGS-17, súng không giật SPG-9, súng chống tăng RPG-7, RPG-18, RPG-22. Pháo binh thì Ukraine có trong tay các chuẩn súng cối 82 ly thời Liên Xô, pháo chống tăng MT-12, lựu pháo D-30 122 ly, 2A-36 152 ly, 2A-65 152 ly, pháo tự hành 2S-1, 2S-3, 2S-7, 2S-19, pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad, BM-27 Uragan, BM-30 Smek. Xe tăng thì đóng vai trò nòng cốt là T-64, một số lượng nhỏ T-80 cũng như T-72. Tương tự, xe thiết giáp phổ biến là các dòng BMP-1, BMP-2, BMD-1, BMD-2, MTRB, BTR-60, BTR-70, BTR-80. Nói chung là Nga có gì, Ukraine có thứ tương tự, có thể là phiên bản cố hơn mà thôi. Quân lực hai bên tương đối giống nhau về mặt trang bị, Nga có phần vượt trội hơn vì tập trung phát triển và cải tiến khoảng 20 năm trở lại đây. Tuy nhiên, sau một năm, tình thế bây giờ đã rất khác, kho trang bị của Ukraine cần phải cập nhật lại hoàn toàn, ít nhất là về chủng loại vũ khí mà họ có trong tay. Với chiến dịch viện trợ từ Mỹ và các đồng minh NATO, từ quy mô vừa tới quy mô lớn, quân đội Ukraine đã lột xác hoàn toàn ở giai đoạn nửa sau năm 2022 tới nay. Tưởng như sự thay đổi ban đầu sẽ chỉ tập trung ở vũ khí cá nhân, vũ khí phòng thủ hạng nhẹ, nhưng không, nửa sau cuộc chiến năm 2022 tới nay, mọi thứ thay đổi hoàn toàn ở vũ khí hạng nặng lục quân, dự kiến có thể thay đổi cả vũ khí không quân trong một tương lai gần nếu cuộc chiến tiếp diễn trong vài năm tới. Bản tin tối nay sẽ tập trung nhiều vào những con số rất khô khan. Anh em hãy lưu ý trước khi nghe tiếp câu chuyện. Chúng tôi sẽ đi lần lượt từng chủng loại vũ khí trong thành phần lục quân rồi tới không quân để chúng ta có một cái nhìn tổng quát rõ ràng. Về súng trường tiến công tiêu chuẩn, ngoài AK-74, quân đội Ukraine kể từ sau ngày 24 tháng 2 năm 2022 đã nhận được thêm hàng loạt khẩu súng mới từ NATO bao gồm vài ngàn khẩu Stay AUG, một kiểu súng trường dạng bun búp do Áo sản xuất. Đây là khẩu súng nổi tiếng ở châu Âu với thiết kế dạng module tích hợp, có thể thay thế 4 cỡ nòng, dùng 2 cỡ đạn 5,56x45 ly và 9x19 ly, tốc độ bắn 750 phát trên phút, tầm bắn hiệu quả 300m. Khoảng 10.000 khẩu FNFNC, FNSKL, FNF2000 tới từ Vương quốc Bỉ. Trong đó, mẫu FNSK là khẩu súng trường tiến công tự động tiên tiến hàng đầu thế giới, trang bị từ năm 2009. Nó nổi bật với thiết kế mô đun, có thể chuyển đổi qua lại nhiều loại đạn chuẩn NATO. Một số lượng không thể xác định súng trường tiến công CZ805 Bren của Cộng hòa Séc, nó cũng nổi bật với thiết kế mô đun, có thể chuyển đổi 2 cỡ nòng 5,56x45 và 7,62x39. Khoảng 10.000 khẩu FS, MSBS, Groth, C16A2 từ Ba Lan, dùng cỡ đạn chuẩn NATO, đây cũng là thiết kế kiểu mô đun, chuyển đổi 2 cỡ nòng, tốc độ bắn 750 phát trên phút. Canada cũng góp mặt với khẩu súng trường Col C7, thực ra là một thiết kế tương tự khẩu M16A3 của quân đội Mỹ. Dĩ nhiên là không được phép quên quân đội Mỹ, họ đã viện trợ tới 4 mẫu súng trường tiên tiến nhất của mình cho Ukraine bao gồm Robinson XCR, Carbine M4, Remington ACR, SIG MCX, tất cả sở hữu thiết kế linh hoạt, có thể chuyển đổi nhiều cỡ nòng, độ chính xác cao, hiện đại. Về súng trường bắn tỉa, ngoài khẩu SVD tiêu chuẩn, Ukraine đã nhận thêm hàng loạt mẫu súng danh tiếng của Mỹ và châu Âu như Sako T3 của Phần Lan, Barrett 98B của Mỹ, SIG Sauer SSG 3000 của Đức, AWM của Anh. Về súng máy đa năng cỡ 7,62 ly tới 12 ly 7, Ukraine đã nhận thêm số lượng lớn các mẫu súng như MG3 của Đức, FNMAG của Bỉ, Amelie của Tây Ban Nha, M249 của Mỹ. Về súng phóng lựu liên thanh, họ đã nhận thêm số lượng không thể xác định các đời súng như M32, M320, MK19 từ Mỹ,
tất cả đều dụng cờ đạn 40x46 ly. Về súng chống tăng cá nhân, họ đã nhận được gần 8.000 khẩu súng chống tăng Matador từ Đức, loại dùng một lần, cỡ đạn 90 ly, phù hợp để hạ mục tiêu xe tăng hạng nhẹ, xe thiết giáp ở cự ly 500 m. 15.000 khẩu súng chống tăng dùng một lần AT4 từ Thụy Điển, cỡ 84 ly, tầm bắn hiệu quả 300 m, phù hợp để chống tăng hạng nhẹ. 900 khẩu và 3.000 quả đạn rocket súng chống tăng Panzerfaust 3 từ Đức cũng như Hà Lan. Đây là loại vũ khí dùng nhiều lần như RPG-7, có thể tiêu diệt xe tăng, trang bị ra phản ứng nổ. Tuy nhiên, ở Ukraine chưa ghi nhận rõ ràng về hiệu quả của các loại súng này. Một số lượng không xác định súng chống tăng RPG-76 từ Ba Lan, khoảng 2.600 khẩu súng chống tăng dùng một lần C-90CR và Akota 100 từ Tây Ban Nha, khoảng 13.000 khẩu súng chống tăng dùng một lần M-72 Lo từ Canada, Na Uy, Đan Mạch, Phần Lan, Bỉ. Loại này do Mỹ sản xuất, nay chỉ phù hợp để chống xe thiết giáp hạng nhẹ. Về tên lửa chống tăng, họ nhận được thêm 6.900 tổ hợp tên lửa chống tăng dùng một lần NLO do Anh và Thụy Điển sản xuất. Đây là loại tên lửa chống tăng hạng nhẹ, có khả năng tấn công đột nóc, tầm bắn hiệu quả từ 20-800 m, sử dụng đầu đạn nổ lõm xuyên khoảng 500 mm thép. Tại Ukraine, binh sĩ Ukraine đã sử dụng tương đối hiệu quả NLO. Nó rất lợi thế khi phục kích trong đô thị. Ukraine tuyên bố NLO lập khoảng 30-40% chiến tích tiêu diệt xe tăng Nga. Khoảng 400 bộ khí tài điều khiển cùng 20.000 quả tên lửa chống tăng FGM-148 Zarin do Mỹ sản xuất. Loại này thì không phải bàn cãi về hiệu quả của nó mà nó mang lại tại Ukraine trước xe tăng Nga. Khoảng 2.590 tên lửa chống tăng Thor do Mỹ cung cấp, mặc dù cũng xếp vào hàng tên lửa chống tăng tương đối hiện đại, nhưng hiệu suất tại Ukraine không rõ ràng cho lắm. Số lượng không xác định rõ về tên lửa chống tăng Milan do Pháp sản xuất, không có ghi nhận về hiệu quả của loại vũ khí này tại Ukraine. Khoảng 800 tên lửa chống tăng Brimstone do Anh sản xuất, loại này vốn được trang bị cho trực thăng hoặc máy bay, nhưng Ukraine không có phương tiện tương thích nên họ chế bệ phóng mặt đất để sử dụng. Do đó, hiệu quả của nó bị cho là giảm đi đáng kể khi dùng trên mặt đất. Hiện không có đánh giá rõ ràng nào về hiệu quả của Brimstone ở Ukraine. Dù ở trên không, nó là tên lửa rất mạnh, có tầm bắn từ 12-20 km. Về tên lửa phòng không vác vai của lục quân, ngoài các vũ khí thời Liên Xô còn trong kho như tên lửa Ikla, Sam-7, Ukraine thời gian qua đã nhận được tên lửa vác vai Piran do Ba Lan sản xuất. Không rõ số lượng chuyển giao, nhưng nó được ghi nhận là đã góp công hạ các trực thăng K-52 và Mi-24 của Nga tại Ukraine. Tên lửa sử dụng đầu dò hồng ngoại, tầm bắn 4 km, độ cao từ 10 m tới 4.000 m. Tên lửa vác vai KP-SAM Chiron do Hàn Quốc sản xuất được viện trợ thông qua Cộng hòa Séc với sự hỗ trợ từ Mỹ. Loại này có tầm bắn tới 7 km, độ cao đánh chặn 3.5 km. Tên lửa vác vai Mitchell của Pháp sản xuất, tầm bắn 6 km. Tên lửa vác vai Star Trek được công nhận là loại tên lửa vác vai đất đối không nhanh nhất thế giới với tốc độ hơn Mach 4, độ cao đánh chặn tới 7 km, tầm bắn từ 30 m tới 7 km. Loại này được ghi nhận là bắn đứt đuôi trực thăng tấn công Mi-28N của Nga hồi tháng 4 năm 2022. Và cuối cùng là tên lửa vác vai FIM-92 Stinger của Mỹ. Ukraine đã nhận được khoảng 2.500 tên lửa từ Mỹ, Đức, Đan Mạch, Hy Lạp. Chúng có tầm bắn hiệu quả từ 20 m tới 5 km, độ cao tác xạ 3.500 m. Về mìn chống tăng, ngoài các loại mìn phổ biến như TM-57 và TM-62 của Liên Xô, Ukraine đã nhận được khoảng 12.000 quả mìn hiện đại từ Đức và Mỹ. Nổi bật là mìn chống tăng DM-12 cực kỳ độc đáo do Đức thiết kế phát triển. Khác với khái niệm thông thường, mìn đặt cố định, chờ xe tăng địch cắn vào. DM-12 là kiểu mìn bay độc đáo, bay xa từ 2-40 m, xuyên tới 600 mm thép. Về xe tăng, ngoài việc được các nước đồng minh Đông Âu vét sạch kho tăng cũ thời Liên Xô, mới đây, như đã biết, Ukraine đã nhận được phê duyệt từ Đức và Mỹ cho phép cung cấp xe tăng hiện đại theo tiêu chuẩn NATO, bao gồm 32 xe tăng Leopard 2, gồm 14 chiếc Leopard 2A6 từ Đức, 18 chiếc Leopard 2A4 từ Canada và Ba Lan. Dĩ nhiên, 2A6 là phiên bản hiện đại hơn chuẩn 2A4 với giáp composite thế hệ 3, hứa hẹn tăng cường khả năng phòng thủ. Phiên bản pháo 120 ly của 2A6 có chiều dài lớn hơn khẩu pháo của 2A4, đem lại độ chính xác cao hơn, tầm bắn xa hơn một chút. Đạn xuyên động năng DM-53 dành cho pháo 120 ly L-55 của 2A6 có thể xuyên 750 mm thép đồng nhất ở cự ly bắn 2.000 m, trong khi phiên bản 2A4 chỉ trang bị đạn xuyên DM-43 có sức xuyên 560 mm thép đồng nhất. 20 xe tăng Leopard 1A5 do Đan Mạch cung cấp, đây là thế hệ trước của Leopard 2, là mẫu xe tăng chủ lực thời chiến tranh lạnh của Đức và nhiều quốc gia NATO. Điều thú vị là, năm 2010, công ty FFG của Đức đã mua lại 100 xe Leopard 1A5 từ Đan Mạch, tân trang lại và tìm cơ hội xuất khẩu, nhưng không có khách hàng. Tới nay, Đan Mạch lại mua chính các xe tăng của mình để gửi cho Ukraine. Loại này nặng hơn 30 tấn, trang bị pháo rãnh xoắn 105 ly với 60 viên đạn, tầm bắn hiệu quả 3.000 m.
Chỉ đáng lo là giáp của nó rất mỏng, dày khoảng 70mm, còn kém hơn cả T-55 và T-62, do đó chắc là sẽ cần trang bị tăng cường giáp phản ứng nổ hoặc hoạt động ở tuyến 2. 14 xe tăng Challenger 2 do Vương quốc Anh cung cấp, dự kiến sẽ tới vào cuối tháng 3 năm nay. Challenger 2 nổi bật với công nghệ giáp composite chop ham, được đánh giá cao về khả năng bảo vệ trước súng chống tăng cá nhân như B-41. Đã ghi nhận việc ít nhất 2 xe ở Iraq năm 2003 trúng 14 và 70 phát B-41 mà không xi nhê. Nhưng với loại RPG-29 thì nó chịu thua nhưng vẫn đảm bảo kíp lái sống sót, xe bị hỏng nhưng có thể sửa chữa được. Ngoài ra, Challenger 2 nổi bật với pháo rãnh xoắn, là loại tăng thể 3 duy nhất trên thế giới vẫn dùng pháo chuốt thương tuyến để bắn đạn nổ nén HESH có tầm bắn tới 8 km, có thể chống tăng cũng như phá công sự. Sau cùng là 31 xe tăng M1 Abraham từ Mỹ, Washington xác nhận sẽ gửi cho Ukraine phiên bản M1 A2 Abraham hiện đại với pháo 120mm M256 kèm đạn dược. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn về an ninh hạt nhân, Mỹ cũng tuyên bố sẽ không trang bị cho phiên bản của Ukraine công nghệ giáp uranium nghèo, được đánh giá là giảm đáng kể sức xuyên của đạn xuyên động năng hay đạn xuyên nổ lõm. Thực ra, hầu như mọi phiên bản Abrams xuất khẩu đều không được phép sở hữu giáp uranium nghèo cũng như đạn xuyên sử dụng vật liệu nguy hiểm này. Về phương tiện thiết giáp chiến đấu, ngoài các dòng xe chiến đấu bộ binh như BMP và BMD thời Liên Xô, Ukraine cũng nhận được 40 xe thiết giáp chiến đấu AMX-MRC do Pháp cung cấp. Phương tiện này đôi khi được gọi là xe tăng bánh lốp hoặc pháo tự hành chống tăng tùy vào yêu cầu của mỗi bên. Nó được trang bị một tháp pháo như xe tăng với pháo 105mm rãnh xoắn, xe bọc giáp hạng nhẹ chống đạn 23mm. Nhưng ngon nhất phải kể tới 109 xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley do Mỹ cung cấp, cùng với 109 xe, Mỹ cũng cam kết gửi kèm 1.000 tên lửa Thao và nửa triệu viên đạn 25mm và huấn luyện binh sĩ Ukraine đầy đủ. Đây là cơ hội để người ta đánh giá rõ ràng về hiệu suất của Bradley trước xe chiến đấu bộ binh BMP của Nga. Ngoài Bradley, Thụy Điển chơi lớn khi quyết định cung cấp 50 xe chiến đấu bộ binh hiện đại nhất CV-90 cho Ukraine. Đây là mẫu xe mới, được sản xuất và trang bị từ năm 1993, nó còn mới hơn Bradley của Mỹ. Giáp của CV-90 chống được đạn xuyên động năng 3mm, còn ngon hơn Bradley và BMP-3. Nó trang bị khẩu pháo tự động 4mm, uy lực hơn pháo 25mm, nhưng lại không đi kèm tên lửa chống tăng, giá mỗi chiếc lên tới 5 triệu đô. Về số lượng xe thiết giáp đa năng thì mới khủng khiếp. Ukraine nửa năm qua đã nhận vô vàn kiểu loại để bù đắp cho số lượng đã mất trong các trận đánh khốc liệt với Nga. Đầu tiên là khoảng 500-600 chiếc xe thiết giáp chở quân huyền thoại của Mỹ M113, trong đó Mỹ viện trợ 300 chiếc, còn lại là Đan Mạch, Hà Lan, Litva, Tây Ban Nha, Australia, Bồ Đào Nha, Anh, mỗi bên cung cấp một ít. Bên cạnh đó, Mỹ còn cung cấp khoảng 2.000 phương tiện SUV bọc thép như Humvee, xe thiết giáp kháng mìn Mark Pro, Husky. Series xe thiết giáp đa năng FV-103, FV-105, FV-340 do Anh sản xuất, được viện trợ cũng như một phần được cựu Tổng thống Ukraine Poroshenko mua cho quân đội Ukraine, cùng với đó là 200 xe ô tô bọc thép, Land Rover và Saxon. Rồi thì Pháp viện trợ 60 xe thiết giáp chở quân bánh lốp kiểu VAB, Canada cung cấp 39 xe thiết giáp chở quân bánh lốp ACSV và 400 xe thiết giáp Senator. Mỹ còn viện trợ 340 xe thiết giáp bánh lốp Stryker và M117. Phần Lan và Romania cung cấp một số xe thiết giáp kiểu cũ như Sisu XA-180 và TAB-71M, 90 xe thiết giáp đa năng Bushmaster từ Australia, 170 xe Iveco LMV của Italia. Ba Lan cung cấp số lượng không xác định AMZ Dzik. Tây Ban Nha thì cung cấp mẫu Uro Vamtag. Nam Phi cũng góp mặt với 4 dòng xe, gồm các phương án thiết giáp kháng mìn đa năng. Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp 200 xe BMC Capri, Đức cung cấp 50 xe Dingo. Về các loại pháo kéo xe, Ukraine đã nhận được 126 khẩu lựu pháo 105mm L-118 do Anh và Mỹ cung cấp, 15 khẩu 130mm M-46 do Croatia cung cấp, 15 khẩu TRF-1 cỡ 155mm từ Pháp, 24 khẩu FH-70 155mm từ Estonia, 152 khẩu M-777 do Mỹ và Australia rút kho viện trợ. Trong đó, M-777 hiện đang được sử dụng tương đối hiệu quả trên chiến trường. Đặc biệt, Mỹ đã chơi lớn, cung cấp đạn pháo thông minh Excalibur cho Ukraine sử dụng, nhiều lần pháo kích chính xác cao, hạ gục xe tăng, thiết giáp của Nga. Về pháo tự hành, họ nhận được 33 khẩu VZ-77 Dana từ Cộng hòa Séc, dùng cơ pháo 152mm chuẩn Liên Xô, 37 khẩu pháo tự hành bánh lốp Seja do Pháp cung cấp, 128 khẩu PZH-2000 do Đức và Hà Lan cung cấp, 72 khẩu pháo tự hành Grab từ Ba Lan, 24 khẩu Zuzana-2 từ Slovakia, 67 khẩu M109 Paladin cỡ 155mm từ Mỹ, Latvia, Anh và Bỉ cung cấp. Trong đó, Mỹ cung cấp phiên bản hiện đại hơn cả M109A6 dùng phiên bản pháo M284-155mm, cơ số đạn tăng từ 36 tới 39 viên, được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại hơn,
cho độ chính xác cao hơn. 30 khẩu AS-30 từ Vương quốc Anh, nhưng đáng kể nhất phải là 12 khẩu Archer của Thụy Điển. Tuy số lượng ít, nhưng đây là loại pháo tiên tiến nhất của NATO hiện nay, với tháp pháo tự động hoàn toàn, tốc độ bắn lên tới 8 phát trên phút, tầm bắn hiệu quả 30 km, tăng lên 50 km với đạn Excalibur. Về pháo phản lực phóng loạt, nổi bật nhất dĩ nhiên là M142 Haima, thứ vũ khí được coi là thay đổi cuộc chơi khiến gió đổi hướng tại Ukraine. Với Haima, Ukraine đã tấn công sâu vào hậu phương của Nga, gây khó khăn lớn cho Nga. Đến nay, Ukraine đã nhận được 38 khẩu Haima và 18 khẩu M270 MRRS từ Anh, Na Uy, Đức, Pháp, Italia cung cấp. Cả hai loại pháo này dùng chung đạn rocket 227 ly M30 có tầm bắn 15-92 km, sử dụng hệ thống dẫn đường vệ tinh GPS cho độ chính xác cực cao. Về hệ thống phòng không, Ukraine nhận được 37 hệ thống cao xạ tự hành Gepard do Đức sản xuất, trang bị cặp pháo 30 ly. 6 hệ thống tên lửa phòng không tự hành Stormer HVM của Anh, trang bị tên lửa Star Trek. 12 hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp Avenger từ Mỹ, sử dụng tên lửa Stinger. 2 khẩu đội tên lửa phòng không tầm thấp Grotto của Pháp. 6 khẩu đội tên lửa phòng không tầm trung Hawk do Mỹ và Tây Ban Nha cung cấp. 4 hệ thống phòng không tầm trung IRIS-T/SLM từ Đức. Đây là loại vũ khí mới, rất hiện đại, có giá tới 150 triệu đô một khẩu đội. Mỗi quả đạn có giá 430.000 đô, tầm bắn khoảng 40 km. 9 hệ thống phòng không tầm trung NASAM từ Mỹ và Na Uy, trang bị tên lửa hàng không AIM-120 hạ phàm, tầm bắn khoảng 30 km. Một khẩu đội tên lửa phòng không Aspider từ Tây Ban Nha, trang bị tên lửa RIM-7 Sea Sparrow của Mỹ. Ít nhất 2 khẩu đội hệ thống phòng không tầm cao tầm xa Patriot Park 2 do Mỹ và Hà Lan cung cấp. Trong đó, Hà Lan chỉ có thể cung cấp 2 xe phóng và đạn tên lửa, tầm bắn của Patriot Park 2 khoảng 160 km khi chống mục tiêu khí động học. Ngoài hệ thống chiến đấu, các đồng minh NATO còn cung cấp thêm một số hệ thống radar cảnh giới cho Ukraine, ví dụ như hệ thống Grandmaster 200 của Pháp có tầm chính xác 250 km. Ngoài khối vũ khí chiến đấu này, Ukraine còn nhận được số lượng lên tới cả nghìn phương tiện hỗ trợ đảm bảo chiến đấu như xe cứu kéo bọc thép, xe bắc cầu, xe tải, xe cứu thương, ô tô chuyên dụng từ các đồng minh phương Tây, nhưng tôi xin phép là mệt quá rồi, không dám kể lể thêm nữa là vì quá nhiều. Bây giờ, ta sang tiếp không quân. Cho tới hiện tại, các đồng minh NATO vẫn đang cự tuyệt Ukraine trong việc chuyển giao máy bay chiến đấu siêu âm, dù cho không quân Ukraine mất gần hết máy bay. Thay vào đó, họ hướng tới việc cung cấp một số loại đạn dược hệ NATO cũng như trực thăng hỗ trợ, ít gặp phản ứng gay gắt từ Nga. Về đạn dược, nổi bật là việc Mỹ đã hỗ trợ cho Ukraine cải tạo và đưa vào sử dụng tên lửa chống bức xạ AGM-88 Ham, tên tiêm kích Mi-29 và Su-27 hệ Nga Sổ. Tuy nhiên, vì không tương thích với hệ thống điều khiển hỏa lực, tên lửa Ham chỉ có thể sử dụng phương pháp phóng mù, phóng vào vùng nghi vấn, đầu dò tự bắt mục tiêu, cho nên việc đánh nhầm là không thể loại trừ. Mỹ cũng sẽ cung cấp cho Ukraine rocket 127 ly Juni để trang bị cho trực thăng vũ trang. Về máy bay, Ukraine mới nhận được 3 trực thăng cứu hộ Sea King từ Anh, cơ bản chúng không có mấy giá trị về mặt hỏa lực. Thay vào đó, NATO chú trọng việc cung cấp các loại UAV cỡ nhỏ hoặc UAV cảm tử cho Ukraine với số lượng rất lớn, không thể đo đếm cụ thể. Ở đây, chúng ta còn chưa nói tới quân phục, mũ áo, thiết bị hỗ trợ người lính như kính ngắm, vest đeo trang bị, áo giáp chống đạn, con số lên tới hàng trăm ngàn, qua đó chuẩn hóa một phần quân đội Ukraine sang chuẩn NATO hoàn toàn. Về phần hải quân Ukraine, hiện không có gì để mà nói vì các nước đồng minh hiện cũng không tập trung trên hướng Biển Đen, thay vào đó chú trọng vào hướng tác chiến trên bộ nhiều hơn. Nhìn chung, Ukraine đang nhận được khoảng 20 đầu mối vũ khí trang bị trên toàn thế giới, không chỉ vũ khí Mỹ mà kể cả các loại vũ khí từ Tây Âu mà mỗi nước lại có mấy loại khác nhau, rất đa dạng. Thật may, tuy có sự khác biệt nhưng phần nhiều chúng cùng thuộc tiêu chuẩn khối quân sự NATO. Về đạn dược, một số loại có thể dùng chung với nhau. Tuy nhiên, về mặt thiết kế, chúng khác nhau, nhất là các loại vũ khí hạng nặng như xe tăng, pháo tự hành. Do đó, về hoạt động bảo trì cũng sẽ khác biệt hoàn toàn. Thực ra, về nguyên tắc chung, khi người ta mua vũ khí, người ta sẽ tính trước bài toán hậu cần, do đó thường chỉ chọn 1-2 dòng tăng cùng nơi sản xuất, thậm chí là chỉ trung thành với một dòng xe tăng Nga hoặc xe tăng Mỹ, chứ hiếm ai lại chơi 3-4 dòng khác nhau. Nhưng với điều kiện của Ukraine, xin tất cả, nhận tất cả, thậm chí yêu cầu phải có, miễn là hiện đại là xin hết. Có vẻ như các chính trị gia không tính hết hoặc tính toán mà không có tư vấn từ bên quân đội, cũng như yêu cầu cấp bách từ chiến trường khiến họ xin viện trợ khẩn cấp, ai có gì cũng được. Trong ngắn hạn, cơ bản việc bảo trì sửa chữa vũ khí sẽ do các nước NATO hậu thuẫn, nhưng dài hạn và nhất là giai đoạn sau này, khi cuộc chiến tranh kết thúc, Ukraine chắc chắn tất yếu sẽ gặp khó khăn lớn để bảo dưỡng số vũ khí đa chủng loại này. Nhưng biết làm sao được, mục tiêu của họ là giải phóng hoàn toàn lãnh thổ, họ có con đường của mình, chúng ta chỉ có thể theo dõi mà thôi. Bản tin hôm nay mang tính thống kê, khô khan, nhàm chán, nhưng thiết nghĩ phải tổng kết một chút, mong anh em ủng hộ cho công sức thống kê của kênh mà xem tới phút chót. Xin chào và hẹn gặp lại!